Em xin được mến chào tất cả bác trẻ thích hoa lan và em là Di Phong tại kênh YouTube Hoa Lan Di Phong anh nha. Và hiện tại em đang có mặt ở vườn lan của tại Thái Lan, tỉnh Nakhon Pathom anh chị. Thì ở đây hiện tại đoàn đang đi tham quan nè, và ngay sau đây vườn này có những tại Thái Lan có những gì độc đáo, thì xin mời anh chị cùng theo chân em để cùng nhìn ngắm những hình ảnh tại đây anh chị. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh bên dưới để ủng hộ em nha anh chị. Cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Mình bước vào anh chị. Ôi, chị Tiên mở ra kìa. Sạp kìa, đâu vô. Đó, chị Lan nói đó. Đó, tiếng bà đang lanh lanh lẩn lẩn. Trời ơi, cái đảm quá à. Học đẹp quá khủng luôn. Nhưng mà học tiên ở Việt Nam mình của Pháp Ngọc là đã trồng được cây như thế này thì bình thường. Nếu mà một năm thì sợ hơn cây này. 1.000 anh chỉ học đếm quá khủng anh chị hả? Bộ lá giữ từ dưới lên trên luôn nè, lá nhỏ luôn. Hai cái cây này cây gì mà cái thân nó lồng lá không hả? Cây nào cứ mua, nhưng mà cây nào có trái không có bán. Trái phải làm giống rồi. Bồng cái tô. Cây anh chị. Đây thầy. Thầy Tám anh gia. Nó có trái rồi đúng không? Hai quá khủng anh chị, thấy ở xa xa đó không? Dừng quá khủng luôn. Có trái không bán nữa. Nó lai á. Chứ không phải là để tự nhiên đâu mà. Đây mặt hoa anh chị. Hả? Xem là mít cái ta. Anh Quy hôm qua tới giờ 3 ngày tại Thái Lan thì anh thấy cái vườn lan Thái, anh thấy đi qua nhiều mô hình á, thì anh thấy có gì nổi bật sơn so với vườn Việt Nam anh? Có chứ, vườn Việt Nam đi tí hết mình Thái đi cả ngày mỏi chân lắm. Ngọc điểm lan. Ngọc điểm vàng đó. Đẹp quá ha. Ồ, ngọc điểm khủng không? Dạ. Quá đẹp. Làm trái hết thầy ha. Ừ. Làm trái đó, hết. Đó, là đầu trái ương đặng nhiều. Ương hột nó mới nhiều, chứ còn vô ta cái vô tính ít lắm. Dạ. Nó cấy từ cái đỉnh sinh trưởng lâu mà ít. Còn anh Quang này là chủ vườn phụ nữ ở Đức Trọng phải không anh? Ở Đức Trọng. Đức Trọng. Lâm Đồng. Thì học đẹp. Kiếm nhiều dạ. Đây đi là thấy đẹp và học hỏi được nhiều kinh nghiệm hay á. Dạ. Cây này bông mới nè. Em cảm ơn anh Quang. Hàng đọc biến nè anh cha, đọc biến sọc lá. Sọc lá nè. Nổi bật hơn so với mấy vườn khác là bao gồm những giống gì anh Quy? Ở đây Vanda, ngọc điểm, cây bự với lại thân hồng sáu mắt, dòng sáu mắt lai cây con. Nhưng mà cái vườn này nó chỉ là một cái vườn cũ của ổng thôi, ổng còn mới xây một cái vườn mới. Mà ổng là một người được hoàng gia tặng phong tặng là danh hiệu của một người làm lan giỏi của Thái Lan. Đây ông này rất là giỏi và ổng kinh doanh bên bất động sản nữa, chứ không phải kinh doanh bên mảng lan không. Chủ vườn hay giỏi lắm. Mr. Chaylan. Mr. Chaylan. YouTube 5.000. Đa YouTube cho khẩu cò khẩu đu. Đây là đây rất là nhiều giống, đi thẳng phía sau nó có kiếm nè, Vanda nè, rồi thân hồng nhiều loại, nói chung rất là nhiều. Cái này là cái loại trầm trầm cái đó trầm. Thầy thấy cái vườn này trồng mấy ngọc điểm thầy, giống như thầy mới vừa quan sát sao á, thầy cảm nhận được cái vườn này sao nè? Trong ngọc điểm thì nó cũng đa dạng và đương lai tạo, thấy chấm đậu trái số, nhưng mà nói chung là cây khủng không, cây lâu năm, nói chung là cây mà đóng hàng Việt Nam mình cũng hơi khó đó, cây ở này là cây nhỏ nhất ra.
Đấy, cái này đường là trái, đường người ta chấm cho đậu. Và đa dạng giống, nói chung là hải yến nè, rồi lan rừng mình nè, phi điệp nè, giá hạt nè. Đấy, rồi văn đa, đây lá sọc nè, lá kẻ nè, để cho những anh em người ta chơi lá. Đấy, thì những cây này gọi là những cây đột biến và thường biến. Đấy, đấy, đây là cây hải yến lai, rất thơm, lai với lại cây văn đa. Ở đây nó lai chéo rồi tùm lum à. Đấy, còn ở đây là cây ngọc điểm, lai hải yến. Đấy, nó ra bông màu hồng, ngọc điểm nha, lai với hải yến. Cảm ơn thầy rất nhiều thầy ạ. Ở đây em sẽ quay anh chị một số hình ảnh để anh chị xem đây, rất là thơm nè anh chị. Khủng không anh chị à, ngọc điểm ở đây còn toàn ngọc điểm khủng không. Và dưới đây người ta để sỏi nha anh chị. Đó, sỏi và họ treo những cái cây ngọc điểm này. Thì bên Thái Lan thì họ hay làm theo kiểu mô hình này. Và ở lưới trên thì treo theo tầng, và nó không có khích. Đó, nó treo theo tầng 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 vậy đó. Mọi người đang đi tham quan. Còn dưới đây là kiếm nè anh chị. Kiếm một số mặt hoa nở ra nè. Đó, kiếm vàng ở đây quá trời luôn anh chị ơi. Nhiều lắm nè. Đang nở bông luôn nè. Trời ơi, trời, còn đây là trắng nè. Trắng, cây vàng lưỡi trắng nè, đẹp ha anh chị ha. Rất là nhiều, rất đẹp luôn á. Một số anh chị đang lựa cây bên đó đó. Anh chị. Kiếm rất là nhiều anh chị. Anh chị nào chơi kiếm cũng có rất là nhiều bên đây nè. Ở đây ngoài ra nó cũng có kiếm cây giống nữa nè. Kiếm cây giống ở đây rất nhiều. Kiếm này rất đẹp à. Kiếm này đẹp quá ha. Ba mấy ngàn chậu này đó. Nhiều. Ba mấy ngàn chậu. Ôi ơi. 10 ngàn bạc á. 40 ngàn bạc ở đó. Nó không được rõ tôi. Nó cứ tối thôi. Bạn hết ở đây bạn hết. Khi nào? Kiếm sổ mà anh chị. Đẹp ha. Mẹ mê có hỏi ông đẹp quá. Kiếm sổ của Thái. Ô. Cái này của ai mới lấy? Đẹp, đẹp ha. Một cách đẹp quá. Mấy cây có bông nè. Ha, cây này được không ha? Cây okay, cũng đẹp đó nè. Nè. Cái cây này là cây này được không? Chiên da két. Màu này được không chứ? Mấy anh đây sang đang lấy hàng nè. Quá đẹp luôn, này là quá đẹp luôn. Cái này bông to mà quá đẹp luôn. Đấy. Lấy giùm em cái chị Trang. Đây, trăm bạc. Ở có 100 bạc rưỡi. Không hốt cho lắm vô. 150 bạc. Về mà cái vườn chật quá rồi tôi gửi cây nằm chỗ nào. Đẹp quá. Bằng cái này. Bằng cái mặt không? Để mặt nè, nha. Bằng cái mặt không? Đây nè anh chị. Rất nhiều cát đẹp ha. Lưỡi trắng vàng. Trắng lưỡi vàng á. Trắng lưỡi vàng ok, trắng lưỡi vàng. Đẹp ha. Con kỳ của chị Trang Anh đẹp quá, màu vàng 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 tươi luôn. Lấy luôn đi chị. Lấy luôn. Cái đó đẹp mà. Đây đây em cầm cho. Đây nè, đưa cho ngài nè, khách. Được cái gì anh? Trái lưỡi vàng.
cây mua cây con á. Chị không lấy cây đó hả? Đâu có, chị lấy. Chị không lấy cây đó chứ. Không, đẹp chị lấy mà chị gửi mấy đứa này nó trồng. Đẹp mà. Sáng nào sáng. Ba bông luôn. Đẹp. Được không em? Đẹp. Cây bên đó cha cây một cam á, bông đẹp á 150 cây. Này á bao nhiêu? 150. Cái đó 100 cái gì à? Mấy cây cũ mấy cây chỗ mới mới là 150. Cái này có 100 bạc à. 100 bạc quá rẻ luôn. Quá rẻ hốt. Anh Huy. Chậu mới là dầu nào? Cái chậu dài dài màu vàng á. Em cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi clip anh chị à. Hẹn gặp lại anh chị trong những clip tại Thái Lan lần sau tại kênh YouTube Hoa Lan Di Phong. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh bên dưới để ủng hộ em. Nếu thấy hay thì anh chị có thể chia sẻ trên Zalo cũng như Facebook cho bạn bè mình có thể cùng xem anh chị à, ở Thái Lan có gì. Và thứ bảy tuần sau chúng ta lại gặp được nhau và cũng là chương trình Thái Lan luôn anh chị ha. 7 giờ tối thứ bảy hàng tuần tại kênh YouTube Hoa Lan Di Phong nha anh chị.